của khách hàng là thành công của chúng tôi. Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Univet. Hôm nay mình đang có mặt tại địa chỉ phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để giới thiệu cho quý vị và các bạn một trung tâm chăm sóc xe chuyên nghiệp đã được công ty mình kết hợp với công ty SGCB setup lên trung tâm này. Thì ngay sau lưng mình đây là trung tâm chăm sóc xe hơi chuyên nghiệp Đại Phát, có tổng diện tích đầu tư là 250 m², với bề ngang mặt tiền là 10 m và sâu vào là 25 m. Thì trong trung tâm này mình sẽ bố trí các khoang dịch vụ như là rửa ướt, làm khô và các phòng dịch vụ chức năng như là phòng chờ hay là phòng đánh bóng của ceramic. Thì mình nhân tiện đây mình sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn các cái phòng và diện tích của các khoang dịch vụ và các phòng chức năng để các bạn có một cái diện tích như vậy để các bạn có thể là tham khảo cho cái mô hình trung tâm chăm sóc xe của mình. Thì bây giờ xin mời quý vị và các bạn theo chân mình vào bên trong, mình sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn. Tiến vào phía bên trong trung tâm thì với trung tâm này có mặt tiền là 10 m, thì mình bố trí cho chị hai khoang rửa ướt để những ngày cuối tuần hoặc những ngày lễ thì số lượng xe tăng đột biến. Thì ngay bên tay phải mình đây là mình thiết kế cho chị phần cầu nâng một trụ dùng để rửa xe và xịt gầm. Đấy, sau khi xe được xịt gầm xong sẽ đánh sang phần phía bên tay trái của mình đây để tiếp tục công việc là rửa vỏ bên ngoài. Đấy, rửa vỏ bên ngoài. Đấy, thì đây là hai khoang rửa ướt ngay đón điểm đầu khi mà xe trực tiếp vào xưởng luôn. Thì đây là dùng để hai khoang này là hai khoang rửa ướt. Đấy, sau khi được rửa ướt toàn bộ và sạch sẽ bên phía bên ngoài thì bây giờ mình tiến vào bên trong để làm dịch vụ như là lau ghế, dọn nội thất. Thì ngay bên trong mình đây là hai khoang làm khô. Phía bên trong này là mình có hai khoang làm khô là phía bên trong này. Thì sau khi xe được rửa ướt bên ngoài xong thì đến quy trình làm khô và dọn nội thất bên trong thì xe được đánh trực tiếp thẳng lên phía bên trên này để các bạn làm về dịch vụ như là vệ sinh bên trong nội thất cho khách hàng. Đấy, thì tổng với diện tích rửa ướt và rửa khô này mình bố trí cho chị là có bề dài về dọc trong xưởng là 10 m. Đấy, tiếp theo là mình bố trí cho chị một phòng đánh bóng phủ ceramic hoặc là chăm sóc xe cao cấp ở trong chiếc phòng này. Thì với diện tích phòng là bề sâu là 8 m và bề ngang là 5 m, thì chị có thể là dùng để dán phim đánh bóng phủ ceramic hoặc là hiệu chỉnh bề mặt sơn ở trong chiếc phòng phủ này. Phòng này thì ngay bên tay trái mình đây là một khoang dịch vụ mình cũng trừ ra để cho khi mà có những xe làm các cái dịch vụ lâu hơn như là dọn vệ sinh nội thất chuyên sâu hoặc là giãn tải như là trong phòng có xe dán phim cách nhiệt thì mình có thể sử dụng cái khoang này để mình đánh bóng hiệu chỉnh bề mặt sơn ở ngoài khoang các dịch vụ này. Thì khoang dịch vụ này mình làm bằng 8 m của chiếc phòng đánh bóng này luôn. Đấy, sâu vào là 8 m. Đấy, bề ngang của khoang này là 4,7 m và sâu vào là 8 m. Thì với tổng cái diện tích mà chị với tổng diện tích của trung tâm này dùng rửa dịch vụ như là rửa ướt rồi làm khô rồi đánh bóng của ceramic, thì tổng diện tích từ ngoài cửa vào với hết cái dịch vụ chăm sóc xe ở đây là với tổng diện tích là 18 m. Đấy, thì còn 7 m phía bên sau chị dùng làm để mình thiết kế cho trung tâm là dùng phòng chờ. Với tổng diện tích trung tâm ở đây là 18 m từ khoang dịch vụ làm rửa ướt làm khô và một phòng chức năng dùng để đánh bóng của ceramic và khoang dịch vụ này. Thì còn 7 m ở phía đằng sau thì mình có thiết kế cho trung tâm ở đây là một phòng để là phòng khách chờ. Thì mời các bạn, ngay cái phòng này thì mình bố trí là với diện tích là 4 m và bề ngang là 4 m, thì để phòng dịch vụ thứ nhất là quầy thu ngân, cái thứ hai là phòng khách chờ. Ngay sau khi phòng khách chờ là mình có thiết kế một cái kho, và ngay sau phòng tiếp khách chờ thì mình bố trí một cái kho cho trung tâm dùng để máy nén khí hay là các dịch vụ để máy nén khí hay là các cái vật dụng to hơn để trong cái phần trung tâm này. Đấy là phần nhà kho, thì có bề ngang chiều sâu vào là 3 m, là tổng diện tích là chỉ là 25 m chiều sâu. Đấy,
thì ngay bên tay phải mình đây thì mình bố trí cho anh em trung tâm. Ngay bên tay phải mình đây thì mình sẽ bố trí cho trung tâm một chiếc phòng, này là phòng sau này để sẽ dùng để làm đèn và nâng cấp đèn ở trong cái phòng này. Đấy, thì với diện tích phòng là 4 mét chiều sâu và ngang là 5 mét. Thì ngay sau khi cái phòng này thì mình sẽ bố trí một nhà vệ sinh. Thì nhà vệ sinh này có diện tích là đi lối đi vào là 1,5 mét, và bề ngang của chiếc phòng này là bề sâu của cái phòng này là 3 mét. Đấy, vì ngay sau phòng nhà vệ sinh thì mình sẽ bố trí cái phòng ngủ ở ngay bên cho anh em nhân viên bên này. Một cái ưu điểm hơn của trung tâm trong xe này ở đây là tất cả toàn bộ trung tâm thì ở trên cái phần sàn thì đều được lót là sàn nhựa chịu nhiệt và chịu tải. Thì mục đích của lót sàn này là dùng, thứ nhất là cho việc thu thoát nước rất là nhanh, cái thứ hai nữa là trên bề mặt sàn luôn luôn được khô và đảm bảo vệ sinh sạch sẽ ở trong cái khuôn viên nhà xưởng của mình. Đấy, thì mình vừa giới thiệu cho quý vị và các bạn một trung tâm chăm sóc xe với diện tích là 10 x 25 tổng 250 m². Nếu các bạn đang có quỹ đất hoặc là đang có ý tưởng xây dựng mô hình chăm sóc xe thì hãy liên hệ cho mình theo số hotline ở trên video clip. Nếu các bạn thấy video này của mình bổ ích thì cho mình xin một like và subscribe để các bạn nhận được những video mới nhất. Thì xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.